Ui, pho rai cắn anh em ơi. Có bao nhiêu pho rai cắn rồi. Đây rồi. Ui, 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 ui. Con gì đây, con gì đây. Ui, nó bao bao cần lục anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi sợ rồi. Đây rồi anh em ơi. Úi sợ rồi. Con gì vậy. Úi sợ. Sộp anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi ôi. Úi ôi, con to. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Vệ Sinh nhá. Thì lâu rồi em không quay trở lại cái vùng nước nợ để đánh anh em ạ. Thì hôm nay ra thì cũng đi cũng hơi muộn, tầm này tầm trưa rồi. Thì bên kia em thấy là kia đang có hai bác đang ngồi câu kìa. Đó. Thì phía chỗ này ngày xưa em ngồi ấy, thì nó là thông suốt luôn. Đợt này người ta cuốc cái này, người ta lấy đất người ta bán các bạn ạ. Đây, anh em nó cho cò nó cuốc lấy đất này bán để lắp cái công trình đường xá thành ra chỗ này giờ nó tan hoang cái này. Thì nó rất là sâu các bạn ạ. Ở đây là nó ở rừng ngập mặn đấy, những cây lậu này thì anh em biết đấy, nó sống ở vùng nước mặn ở chỗ cái gần như là cái này phải nói nước đục nước nợ của nước mặn các bạn, đây, nước nợ đấy, quên mất em bảo nước mặn ở biển đây, nước nợ những cây lậu cây sú. Thì bây giờ em tính là em giải đồ đánh luôn góc này, đang vướng cái gốc cây, kể cả ông mới cuốc lên rồi, ông nhấc đi đẹp quá để ngay gốc cây đây, nhưng không sao, đấy, thì anh em sẽ đánh ở địa này đi. Nói chung là phong cảnh đấy cũng rất là đẹp và yên tĩnh. Em bữa ấy, em định chạy bên kia để hỏi xem các bác được con nào không, nhưng mà đường bên kia đi nó vất vả quá, hay thôi anh em sẽ đánh chỗ này nhá. Cảnh thì rất là đẹp anh em ạ. Đây nó có cây chuối, mấy con gì nó gãy, thôi cái này cho gãy đi để tí anh em cũng sắp ghế đây ngồi mà. Thời tiết hôm nay bắt đầu nó cực kỳ oi bức anh em ạ, sắp hè rồi mà. Hôm nay cũng là 20 tháng 4 rồi, còn chục hôm nữa là anh em cũng được nghỉ lễ 30/4/1/5. Chung là mùa này là anh em đi câu là rất ok rồi, nó ấm ấm này đánh gần như là dễ lên hàng hơn là so với đợt lạnh vừa rồi rất là nhiều. Qua đi những cái đợt mùa phùn này các bác ạ. Đấy này mắc lưỡi rồi. Thôi để em căn chỉnh thử xem nhé. Em đánh vào cây 6.3. Tí vươn thử chỗ này đi, đánh ngay thiệt rìa. Để anh em nó mới cuốc thì chắc là nước sẽ rất là sâu đấy. Ui, một phát ăn ngay anh em ạ. Được, cái này được luôn. Được luôn, em xào ổ đã. Anh em vào xào ổ nào. Nắng quá. Em đi tận thế em xả luôn. Ném cho nó chuẩn. Úi sao. Đó. Ok. Đây, vì sao em luôn khuyên các bác là nên lấy cần dài. Bởi cần dài ấy, anh em mình có đánh ở rìa bờ cũng rất ok. Mình ngồi chéo được mà. Rất là lợi thế hơn là so với cần ngắn. Nếu mà cần ngắn anh em lại ngồi ngay cái góc này thì nó bị lộ bóng. Đấy, cần dài này đẹp đấy. Những con cá ở chỗ nước ngọt, nước lợ này nó cũng rất thích ăn tôm các bạn ạ. Mà đa phần chủ yếu chúng nó là ăn tôm là chính. Còn mồi bột thì chỉ nước ngọt là nhiều. Nước ngọt thì anh em đánh bột rất là ok. Còn đối với loại nước lợ này thường thường như là mồi bột em phải giã tôm mà. Hoặc là em đánh chung với cắm viên thì mới đánh được cá đấy. Nhưng mà để một ủ chua thì đánh nó vẫn lên nhưng mà nó không được nhạy lắm thôi. Anh em tùy vào chỗ khu vực nước mình đánh mà mình có cách phối nó phù hợp các bác nhé. Tôm hãy tươi luôn này. Em để mua từ chợ nhưng mà về cũng cho đông đá mà. Xong bắt đầu là mới mang đi. Đánh mồi tôm. Ra một tí nữa đẹp các bạn. Rìa này nó lông ra ngoài sâu.
Nói chung hôm nay khả năng ok, gác đây. Con gì đang đá phao anh em kìa. Chắc đang tỉa mồi. Đấy. Trời. Đầy rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Đầy rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Con gì vậy? Úi sộp. Sộp 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 anh em ơi. Sộp. Úi được được con sộp các bạn ạ. Đúng mắc về rồi. Con sộp với con gì vậy? Ai à, ai à. Đúng 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 sộp anh em ạ. Sộp bắn tôm. Ủa con sộp to đấy. Để em xuống vật vật lên anh em nhé. Nó mắc mắc đây các bạn, thu thu. Thu cần. Cá sộp anh em ạ. Đúng rồi. Ui sộp to hết. Ui dồi. Ok. À ha. Nó mắc vào cần lục rồi. Lưỡi đóng sâu á. Này khó gỡ anh em ạ. Rồi, ok. Sổ phải to hết đi. Này ba, con này chắc là khoảng 6-7 lạng. Sổ nó mùi tôm anh em. Thôi, cũng rất là ngon rồi, cho túi ạ. À, cho đây anh em ơi. Okay. Không hiểu kiểu gì anh em ạ, câu mồi tôm lại bắt được cá sộp. Ê hay, cá này nướng ăn ngon đấy. Sộp nước nợ là nướng ăn rất là ngon đấy các bác ạ. Hai con này. Câu mồi tôm bắt được cá sộp này. Nó đi quả phao luôn nhá, đi cũng rất là đẹp các bác ạ. Lì 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 luôn. Phao hơi cao nhỉ. Này trang chuẩn này.
đỉnh rồi anh em ơi. Ui ôi ui, con to. Đỉnh rồi anh em ơi. Ui ôi, con to. Con gì vậy? Chấm 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 anh em ơi. Wow. Sấm có anh em ơi. Ui. Chà 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 chà. Phê 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 phê. À ha. Ui, đó đóng ngay mồm, đóng ngay mồm. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. To này, to này, to đấy anh em ạ. Wow, wow. Phê chưa? Đẹp đẹp anh em ơi. Để đẹp vượt ạ. Ách, ách, ách. Đóng bắn đóng khoảng nửa mồm quá này. Chạy nào được. Vượt, vượt, vượt anh em ơi. Phê quá. Ui, này cũng chấm cỏ đây nhỉ. Lúa vào nhanh. Có nhảy đấy anh em ạ. Có nhảy đấy. Ui giời, khỏe thật. Wow. Ok ok. Ô sao kìa. Ui anh em ơi, phê con chấm to chưa? Chấm cỏ các bác ạ. Đẹp tuyệt vời. Đánh lục nó phải thế thì nó kéo xuống thật. Đã quá anh em ơi. Đã quá anh em ơi. Này anh em ơi. Phê chưa? Con này chung là chắc là nó rơi vào khoảng 2 cân rưỡi anh em ạ. Khoảng 2 cân rưỡi, này không cần cân. Em đoán đúng cái này chuẩn khoảng 2 cân rưỡi anh em nhé. Rồi thôi. Để em xem em có cầm cái cân cân cho anh em xem. Đây rồi. Đấy, em có cầm cân đây rồi. Em cân cho anh em xem nào. Được. Trời nắng quá các bác ạ. Hai hai. Em nhìn rõ 2, 4, 4, 5. Gọi là 2 cân rưỡi anh em nhé. Thích quá. Đánh đục phê thật. Wow. Không thể tưởng tượng được. Em không nghĩ là ở đây có chấm cỏ anh em ạ. Wow. Rồi để em cho nó vào túi ạ. Trời nắng quá. Cho vào túi các bác ơi. Vào đây. Tuyệt vời. Wow wow. Em đánh luôn không bó mồi nữa. Bữa mồi em xả đấy cũng nhiều lắm này. Tuyệt vời anh em ơi. Đồ rít phê thật. Ok. Phê thật anh em ạ. Em không ngờ nào ở đây có chấm cỏ anh em ạ. Em đánh ở đây rất nhiều lần nữa. Trước bây giờ em gặp chấm cỏ không rồi. Hôm nay đóng con cứ tưởng là con rói cơ. Con rói rồi con cá chày cơ. Nhưng mà ngay con chấm cỏ. Đã thật. Hôm nay em đánh mồi tôm lại được con sộp với con chấm cỏ. Ui con này to. 2 cân rưỡi con này ăn thì ngon rồi. Ơ này đánh rất là buồn cười. Chưa bao giờ mình đi câu đơn mà được cá sộp nữa. Hay thật ấy. Phê quá anh em ơi. Nước lợ cá này ăn ngon lắm đấy. Cá này chắc chắn ăn rất là ngon anh em ạ. À, có bác ở bên kia, bác ngồi bên kia bác về rồi. Câu chắc là cũng câu từ sáng mệt chắc là về rồi. Em trưa mới ra chắc là tí em sẽ ngồi đến tối luôn anh em ạ. Thank you.
mòm mòm. Ui, phò rài cắn anh em ơi. Ui, các bác nhìn phò rài cắn này. Đây rồi. Ui. Ui, ui, ui. Đây rồi. Ui. Ui, ui, ui. Con dí ơi, con dí ơi. Ui, nó bao vào cần lục anh em ơi. Nhớ cần lục quá đã. À, có gì đó. Chép chép anh em ơi. À, chép chép. Chép 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 đẹp anh em ạ. Phê 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 chép đẹp. Mày mày mày. Ui chép đẹp chép đẹp. Vọt 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 vọt. Ngon quá nhỉ. Lên ok. Ôi, được con chép anh em ơi. Ôi, chép ta. Ôi, đóng. Đóng ác quá. Chép hơn lợ. Bắt cua chới cột này anh em này. Em vừa chán anh tôm nhưng móc thử mồi ủ chua gái được con này luôn. con này thì nói chung là nó nhỏ lắm nhưng mà kéo phê thật anh ạ. Đúng cá nước lợ kéo nó khỏe thật, ngon quá anh em ơi. Ngon thật đấy, cho vào đây tuyệt vời. Đây vừa nãy em đánh cái mồi trên mồi tôm anh em ạ. Mồi dưới là mồi ủ chua. Em kiểu như là đánh mãi mồi tôm không thấy cắn thì em tháo một mồi ủ chua, một tôm ra cho ủ chua vào thế nên được chém luôn. Hay đấy, quả đấy quay phao vội quá các bác ạ. Ok. Cần phải cắn anh em ơi. Ốc ngổ ơi. Đi với. Ui. Bỏ bóng con nụ. Đóng đóng anh em ơi. Còn gì vậy? Ui bóng rồi. Trời ơi. Chép anh em ạ. Đóng con chép bóng rồi. Đóng ngay đuôi. Phê quá. Đóng ngay đuôi chép. Ê mà tiếc chứ. Đóng ngay đuôi anh chép anh em ạ, tiếc quá. Đạp phết anh em ạ. Ok. Rồi thu đồ về anh em ơi. Hôm nay đánh phê quá các bác ạ. Chấm cỏ này, chép này, sộp này. Ôi trời trời trời. Thôi để đây đỡ dẫy nào. Em cho vào thùng em sục về nó sống các bác nhé. Con này ngon lắm. Chấm này ở đây ăn thì tuyệt vời rồi. Ôi đừng dẫy, đừng dẫy. Ôi, đánh phạt đúng vào đầu toạc đầu. Các bác bảo như này có phê không?
Em đánh này là cảm giác rất là đã các bạn ạ. Đánh lục. Một chú này. Đây, đây mới là chú chép nhỏ nhỏ. Hai chú này. Đỉnh nhất là cái con sộp này. Đâu rồi? Con này nay về về nướng ngon. Con này chắc phải 7-8 lạng các bạn. Rồi các bạn, về thôi.